giờ. Phải cài đặt theo như ý ước ma thuật vào để nhận tiền phí mất chơi game ngày đúng mùng một Tết nhà bao việc tạm gặp và vào hết cả năm Tết có một lần có ma búp bê xin cho ngại ngần sẽ có lý gì đúng mùng một Tết phát may cứ đến lại gần Tết như ý vui sẽ vui ya 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 Tết Free Fire tên là như ý Hộp ma thuật vào đây nhận miễn phí Nào chơi game vào đúng mùng một Tết Dù cho nhà bao việc cũng phải vào nhiều tí Cả một năm Tết chỉ lễ một lần Lấy thả ga đi ấy cũng còn phần Tết đầu năm chơi với tôi nào bạn Cho cả năm mới mắc ngất tận lần Tết như ý we say booyah Tết Free Fire we say booyah Tết Free Fire là cái Tết như ý mà Tết như ý mẹ say booyah Cho nhà bao việc cũng phải vào nhiều tí ơi, cả một năm ta chỉ có một lần ơi, quà thả ga mấy cũng có phần ơi, toàn server chỉ mùng một Tết ơi, và may mắn lại gấp trăm lần Tết như ý we say booyah Tết Free Fire we say booyah Tết Free Fire là cái Tết như ý mà Tết như ý mình say booyah Tết như ý we say booyah Tết Free Fire we say booyah Free Fire là cái Tết như ý mà Tết như ý mới là say booyah Tết Free Fire như ý, nhận hộp ma thuật miễn phí Chơi Free Fire ngày mùng 1 Tết để có thể nhận trang phục thần lửa và nhận hàng ngàn quà tặng đến từ Free Fire